Thực ra một lựa chọn mà tôi nghĩ không nghĩ rằng nhiều người có thể sử dụng thành công, bởi vì solo trước 6 cực mạnh, nhưng mà ngay thời điểm cấp 6 cái là bạn sẽ đánh thua ngay, bởi vì bạn lỗ mất cái chiêu cuối đánh đâu có lại. Và Rumble mới là sự lựa chọn mà chúng ta sẽ được thấy trong ngày hôm nay. Rumble ngày hôm qua tỷ lệ thắng 100% và rất mạnh ở khu vực đường trên. Ngày hôm nay đối đầu với lại Zay, tôi không nghĩ Zay là một lựa chọn thắng được Rumble, bởi vì đầu tiên là cái khả năng kéo máu của Zay đường trên bây giờ nó chỉ nằm ở một hoặc hai tình huống bạn phải rất chắc chiêu trong những tình huống combo đó, để rồi sau đó khi mà bạn chuyển sang dạng búa lao vào, thì thật ra khi mà Zay chuyển sang dạng búa lao vào, tôi nghĩ rằng Rumble sẽ thắng trong kèo ở đầu trực diện tay đôi ở tầm gần đó, nếu như ta giữ lại một kỹ năng, tức là giữ lại W hoặc là giữ lại cái quy trước đó chưa xài. Và khi mà Zay chuyển sang tầm gần vào, lượng sát thương chắc chắn là không đủ, nhưng sẽ có một cái điểm lợi dành cho Zay ở đường trên như thế này: anh ta có thể lên cái kiếm răng cưa rất sớm để có thể đi được với Rumble. Một điều mà ngày hôm qua Rumble có được lợi thế trong số kèo là đối phương không lên được kiếm răng cưa sớm hoặc các trang bị khác ghép sớm, thì Rumble rất có lợi thế. Cloud9 về SKT, cấm chọn đã xong, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng để chào đón trận đấu mở màn ngày đấu thứ hai của chung kết thế giới 2016, cuộc đối đầu giữa nhà đương kim vô địch thế giới và hạt giống số 3 của Bắc Mỹ. Sự gặp gỡ trở lại của Impact và những người đồng đội cũ, sự gặp gỡ trở lại của Reaper và đội mà anh ta là người khai sinh ra. Thật sự là như vậy, anh ta là người dẫn dắt cái đội hình đầu tiên của SKT ngày hôm nay gặp gỡ lại SKT ở tại chung kết thế giới này. Cuộc đối đầu SKT và Cloud9 chính thức bắt đầu. SKT bên phía đội 1 ở trong trận đấu này và Cloud9 bên phía đội 2. Ngay từ cấp độ 1 đã có pha thi đấu chuẩn bị dành cho Cloud9 mà họ đang muốn hướng đến đường trên. Nếu mà tấn công vào một đút thì tôi nghĩ rằng chỉ cần lấy được tốc biến của anh ta đã là quá lợi thế ra phía đường trên. Chỉ cần khi bạn lấy tốc biến của Zay, đây chúng ta đang theo một pha di chuyển rất sớm đến từ Smoothie, thêm cái là Sneaky đi vòng ra phía sau lưng, sẵn sàng cho pha dứt điểm chí công đầu. Và lợi thế của vườn trên thông thường bạn có thể tìm kiếm được đây cơ hội. Nhưng thật ra với Zay thì sau khi chuyển đổi sang dạng búa và dạng súng thì bạn có phần đó tốc độ chuyển được gia tăng. Đây, rất nhanh là đốt thậm chí tăng W trước. Nhưng đó cũng là một thông tin dành cho Impact, tức là với pha xử lý vừa rồi của Đức, anh ta nâng W và phá được con mắt đó, thì SKT để lộ ra ở khu vực đường trên, Đức nâng chiêu gì trước. Đó là một cái thông tin để cho Impact có thể dựa trên đó để giải quyết ở giai đoạn đầu trận của đầu ở đường trên này với lại Đức. Trong khi đó thì the most excited to play against Faker because he's, like I said earlier, the most respected mid laners of everyone. So playing against him is like, if you want to prove yourself, you have to beat Faker, and that's like one opportunity I get, so that's what I want to do. Jensen nói với Faker, người luôn được đánh giá là game thủ số 1 ở đường giữa, thì anh ta nói đây là cơ hội dành cho ta. Nếu như bạn muốn chứng minh rằng bạn là người giỏi nhất ở đường giữa, cách dễ dàng nhất là hạ gục Faker, rất đơn giản, chỉ vậy thôi. Và cuộc đối đầu giữa Jensen Faker, các bạn có thể theo dõi cái cuộc đối đầu trực diện đường giữa này toàn bộ trận đấu ở cái kênh stream 2 của Riot ngày hôm nay. Rất tiếc là sẽ không có bình luận tiếng Việt của Việt Nam Esports TV ở kênh stream đó. Tức là cái kênh stream đó nó chỉ theo dõi Faker và Jensen mà thôi. Và có thêm cả một người từng là một trong những người đường giữa số 1 thế giới, Alex, nó sẽ có thể tham gia và phần đó giải thích cho bạn lý do tại sao những pha thi đấu như vậy. Trong khi đó chuyển xuống khu vực dưới, sự chủ động tấn công đến từ bàn Faker, nghĩa rằng họ không tập trung quá nhiều về ăn lính, họ sẽ đợi khi phát ánh thường cuối cùng dứt điểm thôi. Và Faker liên tục có những tình huống mà anh ta quy trúng đầu tiên, kéo máu thành công được Jensen. Nhưng thật ra với Cassiopeia, mặc dù đã bị giảm phần đó sức mạnh nhưng vẫn có khả năng họ phục hiện tại là tốt khu vực đường giữa. Nhưng đã nhìn thấy rằng Cassiopeia của Jensen dùng hết hai bình máu rồi. Và vừa rồi là một cú combo rất tốt của Wolf, trúng hai người, lợi thế về mặt sát thương dành cho bộ đôi đường dưới của bên phía SKT trong tình huống vừa qua. Rõ ràng là bên phía SKT họ nhận thấy rằng Sneaky nâng quy đúp và đơn giản lựa chọn thời điểm Wolf lao vào kéo máu trao đổi rất thành công trong tình huống vừa rồi. Và Sneaky đang phải dùng khá là nhiều năng lượng trong khoảng thời gian vừa qua, đây mới chỉ là điểm anh ta cấp 2 mà thôi. Và bánh quy đã hết, lại bị combo một lần nữa. Wolf có thể bị làm choáng nhưng tôi không nghĩ rằng đây là vấn đề quá lớn. Đây là Alistar có rất nhiều khả năng phòng ngự và hồi phục. Sneaky thì anh ta phải đợi cấp độ 3 và phải tranh thủ những phát bắt thần bí đến từ bang và di chuyển ra hướng. Nhưng đến lúc bạn mà hướng không thành công một lần là bạn gần như chắc chắn sẽ làm xuống tình huống đó. Và bây giờ bắt buộc cho Sneaky cộng với Smoothie phải lùi lại. Smoothie thì không còn điểm từ khiên của vật của mình nữa rồi. Lính đen để vào,
lợi thế dành cho bạn khá nhiều. Và cứ mỗi một lần xem Ezreal, một người chơi Hàn Quốc sử dụng, thì tôi cảm nhận rằng cái điều thích nhất chính là việc mà những phát anh thường kết hợp với chiêu thức. Cảm giác rất là thuần thục và mượt mà, và bạn không thấy bất kỳ tình huống nào có khoảng cách ở giữa đó cả. Còn bây giờ thì chúng ta đã có thể được chuẩn bị một tình huống Meteor chuẩn bị tấn công. Anh ta di chuyển lên nửa trên bản đồ, nhưng mà ở cái bụi cỏ phía bên ngoài đã có mắt chắc chắn. Impact cũng đã cảnh báo đồng đội mình không cần di chuyển ở khu vực đó bởi vì cơ hội tấn công không cao. Mythos quyết định đi vào rừng của Bang Gim. Hơi nguy hiểm. Rất nguy hiểm, bởi vì ở vào cấp 4 tôi nghĩ rằng Lee Sin sẽ... Thật ra với lại Elise đây sẽ là một cuộc đối đầu về mặt kỹ năng. Cả hai đều có khả năng outplay nhau, tức là kén nhện và sóng ong là hai kỹ năng định hướng. Thì né vẫn có khả năng, nhưng chắc chắn Lee Sin không phải là người có lợi nhất trong cuộc đối đầu đó. Bây giờ di chuyển ra đường giữa. Mythos tiếp cận. Quy trúng không được. Faker né rất nhẹ. Rất bình tĩnh, và chúng ta đã một khoảng thời gian khá lâu khi mà tại Faker thì anh ta không thi đấu cái vòng có mặt trong cái thế giới và chỉ có mặt khi mà đủ điểm mà thôi. Còn bây giờ đây, Sneaky anh ta sẽ bị hất tung đến từ Wolf. Và với Alistar thì đối mặt với là Sivir, gần như 99% bạn sẽ không thể nào né thành công. Bây giờ bạn gặp nguy hiểm, ta có dịch chuyển của học, anh ta biết rằng mình sẽ có thể né được thành công tình huống vừa rồi. Ở đường trên, đút lao vào tấn công Impact và kéo được Impact xuống còn 200 máu. Nhưng như đã nói, Jay phải luôn luôn cân nhắc việc là có chuyển sang dạng búa để có ý định dứt điểm đối phương hay không. Bởi vì cái khoảnh khắc mà bạn chuyển sang dạng cận chiến để tiếp cận vào Rumble thì bạn sẽ phải đối mặt với 1 tỷ sát thương, với lại Q, với lại E, với lại W, và cả việc quá nhiệt Rumble có thể quay sang đứng đánh tay đôi cận chiến với lại Jay luôn. Do đó đút quyết định, mặc dù kéo đối phương xuống còn 200 máu, không lao vào tấn công. Nhưng Impact thì anh ta không lên theo kiểu đó là Kinoran cộng với 1 bình máu, và anh ta lên đó là giáp lụa cộng với lại 4 bình máu, và cái khả năng kỳ tốt khu vườn trên này. Và bây giờ thì Đức phải trông chờ vào tốc biến cánh nhận không? Làm choáng trúng tốc biến cánh nhận trúng Jensen sẽ phải nằm xuống chiến công đầu cho SKT. Và kiệt sức không giúp được bạn giải làm choáng. Tôi nghĩ rằng Jensen nhận ra điều đó rồi. Tức là anh ta trông chờ những tình huống dùng kỹ sức để tránh đối phương dùng sát thương, nhưng anh ta nghĩ rằng mình đủ khả năng để né làm choáng. Nhưng đó là một nhận định không thực sự tốt, và anh ta phải trả giá tình huống vừa rồi. Tức là khi mà chọn trong một tình huống mà với Faker, anh ta nghĩ rằng sẽ có một tình huống tốc biến kiến nhận từ Bengi, nhưng không. Người làm đầu tiên đó chính là Faker, với cú làm choáng gần như vừa đủ tầm, và Bengi chỉ có thể tốc biến tiếp cận kế bên, giữ chân thành công và thậm chí dứt điểm, lấy lợi thế dành cho Faker khu vực đường giữa mà thôi. Rõ ràng lợi thế đã có, nhưng tiếc một chút xíu cho SKT. Tôi nghĩ nếu như họ được chọn thì chắc chắn họ muốn chiến đấu đầu dành cho Faker hơn, bởi vì Syndra là vị tướng mà khả năng snowball ở đường giữa cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng Elise cũng không phải là vị tướng quá tệ để bạn lấy chiến công đầu, bởi vì cái thần vọng có được càng sớm càng tốt, thì lượng sát thương mà Elise gây ra ở giai đoạn khoảng chừng phút thứ 10 sẽ khá là mạnh mẽ. Lần cuối cùng ta chơi Syndra đó là tháng 1 năm 2015, và năm nay đã là tháng 9 ngày cuối cùng của 2016 rồi. Đó là trận đấu chuyên nghiệp, có nghĩa là cái khoảng thời gian thì đã gần 2 năm kể từ trận đấu cuối cùng Syndra của anh ta. Nghĩa rằng với Faker thì bất kỳ vị tướng nào ta cũng có thể đem vào thi đấu chuyên nghiệp cả. Và Syndra là một trong vị tướng mà anh ta đánh khá là nhiều và ấn tượng. Tôi vẫn còn nhớ cái khoảnh khắc mà Faker làm choáng hai người ở LCK sau khi tung cú chiêu đó cuối. Đó chính là tháng 1 năm 2015 với một cú chiêu cuối trước, sau đó dùng cú làm choáng với một cú double kill và có được luôn cả một tình huống thi đấu xử lý của tuần ở đó. Và đó là pha xử lý mà vô cùng ấn tượng, vì thật ra đó là pha xử lý mà lần đầu tiên tôi thấy rằng một người chơi Syndra sử dụng chiêu cuối trước sau đó dùng cú làm choáng. Nghĩa là ta biết rằng đúng là chiêu cuối có sát thương, nhưng anh ta dùng chiêu cuối để gây một lượng sát thương vừa đủ, sau đó lấy bạch chiêu thức còn lại để có thể dứt điểm được cả hai người cùng lúc. Cướp bùa xanh, cướp bùa xanh thành công hay không? Cướp bùa xanh thành công. Đây là một pha di chuyển tốt đến từ bên phía của Cloud9. Faker có được chiến công đầu, nhưng bùa xanh đầu tiên của anh ta đã bị cướp mất. Còn ở đường dưới thì Bang đang bị kéo máu khá nhiều, Wolf sẽ phải hồi máu cho đồng đội của mình hoặc là kích hoạt cái khiên cổ vật. Nhưng đây không phải là thời điểm. Lính bên phía Cloud9 đang đẩy cao. Sau khi có được những cấp độ đầu tiên thì Sneaky đã liên tục đẩy lính. Faker tiến lên, và đó là cú bùng nổ sức mạnh dứt điểm Jensen. Có vẻ như con bùa xanh cướp được thành công thì Faker cũng gửi đi một thông điệp: cướp đi bùa xanh thì chúng tôi ngay lập tức hoàn đã tốc biến. Hất về được thì sẽ có điểm hạ gục chăng, bởi vì Bengi đang tới Wolf.
quyết định lùi về. Anh ta chưa cấp 6, qua bàn nhảy qua tường với dịch chuyển cổ học né cú quy của đối phương. Anh ta chọn thời điểm khi mà đối phương đã đứng ra khỏi cái bờ tường đó thì anh ta dịch chuyển cổ học qua để tránh một tình huống mà có khả năng bị làm choáng tức thì. Còn bây giờ Meteor cắm mắt vào, nhưng có đến tận 3 người và con bộ xanh đang được Faker kéo ra, kéo rất xa đi và cướp được thành công khi BNG dùng trừng phạt kết hợp với cú cắn, cướp được lại mùa xanh SKT trong tình huống bây giờ. Đúng là bạn muốn chứng minh rằng mình đối mặt khu vực đường giữa, người chơi gần như là số 1 thế giới. Bây giờ khu vực giữa ra Sneaky bị kéo máu, Smoothie sau khi bị hất tung rớt xuống mới kịp lao vào đỡ đồng đội mình. Wolf đã có chiều cuối cùng ánh sáng bắn ra và cú quy đó của bạn trúng. Anh ta nhảy lên bắn tiếp một phát nữa, một quy nữa là Smoothie nằm xuống, nhưng Sneaky đã che cho đồng đội của mình. Bây giờ thì bắt buộc phải lui về đến từ Smoothie và Sneaky mà ở lại cũng gần như cực kỳ nguy hiểm. Vì hãy nhìn Bengi, anh ta luôn luôn biết có mặt ở những thời điểm cực kỳ thích hợp như vậy, nghĩa rằng sẽ có tình huống tấn công. Dịch chuyển của Đức không có, Cloud9 sẵn sàng cho pha. Rất nhiều người ở khu vực đường dưới đi ngang qua phát hiện mắt, thậm chí là ban không lui về thì chắc chắn là Meteor phải biết có một lý do đó, đứng ngay sau lưng anh ta là có người. Và pha di chuyển của cả Meteor lẫn Jensen chẳng đem lại gì cả ngoài việc phá được một con mắt ở bụi cỏ chặt ba. Jensen phải di chuyển ngược về khu vực đường giữa để đối mặt với một Faker hiện tại đang hơn anh ta quá nhiều. Faker lấy Xin ra trước, nhưng sau đó Jensen lấy Cassiopeia là đã tự tin rồi. Kèo này tôi không nghĩ Cassiopeia ở kèo trên. Rồi sau đó là đối phương là Xin ra và Elise mà anh ta không lấy thanh tẩy ở đường giữa là điều thứ hai. Hai vấn đề rất cơ bản ở đường giữa chúng ta đã thấy được rất rõ ràng ở trong giai đoạn cấm và chọn xong. Nhưng Jensen lại không làm được điều bất ngờ, đó là thành công trong cái tình huống khó này. Và bây giờ thua rất nhiều. Với cái đà này, phút thứ 15 chắc chắn Faker sẽ hơn từ 40 đến 50 chỉ số lực. Và thật ra điều khó Cassiopeia hiện tại nghe là bạn sẽ không thể nào lên độ tốc độ di chuyển được. Ví dụ như lên giày, vì bạn chỉ có thể phụ thuộc theo thời gian và cấp độ để bạn có khả năng tốc độ di chuyển. Thì đó là lý do tại sao bạn không thể nào tự chủ động lên những trang bị có khả năng né chiến thuật của đối phương. Còn Faker thì người ta biết rằng một khi mình đã có lợi thế về điểm hạ gục, khoan đã, Wolf bị tấn công. Đây luôn. Bắt buộc phải bỏ con mắt tím này rồi. Một pha di chuyển hơi bị tự tin quá của Wolf khi mà đầu tiên là lính thì đang đẩy lên cao ở bên phía đối phương đẩy về. Để xem Faker làm gì đường giữa đã. Anh ta đi vào trụ để tấn công Jensen. Rất tự tin Jensen cố gắng giữ mình ở trong tầm của trụ. Bởi vì nếu như anh ta giữ trong tầm được thì nếu Faker tấn công anh ta, ngay lập tức trụ sẽ chuyển qua đánh Faker. Đó là pha xử lý tốt của Jensen. Còn Meteos tổ chức kiểm soát con rồng đầu tiên dành cho Cloud9. Thành công, cung ánh sáng đã được tung ra. SKT sẽ không làm gì được ở đây nữa cả, bởi vì đối phương đang ăn xong rồng và đang cố gắng rút lui về. Bengi có mặt hướng về phía Meteos, nhưng với tầm nhìn có được, Meteos rút lui về. Và trở lại vì Faker anh ta lên nâng cấp giày pháp sư của mình từ rất sớm. Vì hãy nhìn khi mà anh ta có giày pháp sư tốc độ chuyển gia tăng, anh ta luôn luôn đứng trước mặt sau Jensen và khả năng tự chủ động né chiến thức của Cassiopeia và không sợ đối phương kéo máu. Và khoảng cách khu vực giữa hãy nhìn 107, gần bằng với thời gian. Tôi vừa ngồi đếm ba cái phát bắn thần bí trúng liên tiếp của bang mà Sneaky không biết là không có e hay là không đỡ được. Ba phát bắn thần bí trúng liên tiếp trong khi đối phương lính đang đẩy lên cao, tức là có lính chắn ở trong tầm hoạt động của anh ta. Rõ ràng là khá là ghê ở đường dưới với màn trình diễn hiện tại của bang, và anh ta cũng đã có được mana moon rồi. Nãy giờ thì top chưa đai lần nào cả ở khu vực đường trên, cả Đúc lẫn Impact đều hài lòng với việc là chúng tôi chỉ pha một cách rất hòa bình ở trong lần gặp gỡ này. Và cấp độ thì cấp độ 10 đến từ Impact, khi đó chỉ mới cấp độ 9 từ Đúc mà thôi, thì sẽ là những tình huống ở đường trên đã là Impact xử lý tốt hơn trong việc sử dụng dịch chuyển của mình. Anh ta thậm chí cần dùng dịch chuyển sau đó phượt. Bây giờ Bengi dính kén nhện là mệt, anh ta buộc phải cắm mắt hộ thể thoát đi. Và điều Bengi lại không dùng trang phục đó là SKT Elise, vì đó thật ra chính là trang phục của anh ta. Chỉ có mỗi Wolf là dùng Alista SKT mà thôi. Đường dưới vừa rồi thì Wolf vừa phải dùng chiêu cuối của mình trong một tình huống mà đối phương lao lên tấn công. Tuy nhiên để trả giá cho điều đó thì bên phía Cloud9 Sneaky cũng đang khá là thấp năng lượng. Bây giờ anh ta phải block kỹ năng của đối phương để lấy lại năng lượng, nhưng đó vẫn là một điều mạo hiểm. Bởi vì nếu như Wolf lao lên và Sneaky block đây, đây rồi nha, mất rồi nha. Wolf hoàn toàn có thể combo trong tình huống này. Nhưng thực ra đó là việc năng lượng vừa đủ của Sneaky mà thôi, nghĩa là anh ta khả năng dùng chiêu quy để kéo máu đối phương. Còn Ban thì vẫn có sự hỗ trợ của Wolf. Và cách mà liên tục đánh thường như vậy và vận dụng cái kiếm Doran thì vẫn có khả năng hồi phục tốt. Còn đường trên cộng với lại
rừng của Cloud9 từ nãy giờ luôn luôn có khả năng kiểm soát tốt. Và Bengi, tôi nghĩ là anh ta biết rằng chẳng có lý do gì để phải lên đường trên để tấn công làm gì cả. Cách để kiểm soát Rumble nghe là bạn tránh những cú chiêu cuối đến từ Rumble, dụ Rumble quét một tên lửa trong những tình huống không thật sự hợp lý. Còn việc mà dứt điểm sớm thì Rumble đôi lúc vẫn có khả năng gượng, vì cái chiêu cuối quan trọng nhất chính là chiêu thức mà Rumble có khả năng thay đổi cục diện trận đấu. Bây giờ SKT tạm thời đang hài lòng với 2 điểm hạ gục chênh lệch và không tổ chức quá nhiều những pha tấn công nữa. Bengi thấy rằng Faker đã có đủ lợi thế ở đường giữa và không cần quan tâm nhiều nữa ngoài việc là di chuyển thỉnh thoảng ra cắm mắt ở hai bên cảnh cho đồng đội của mình. Và nãy giờ Bengi đang đặt một số trọng tâm vào khu vực đường dưới. Nhưng bộ đôi của phía Cloud9 cũng biết rằng với Sivir thì bạn không có bất kỳ một yêu cầu gì về việc là hạ gục xạ thủ của đối phương trong khoảng 15-20 phút đầu cả. Nhiệm vụ của Sivir giữ chỉ số lĩnh bằng với thời gian ở khu vực đường dưới, bởi vì tăng tiến sức mạnh ở giai đoạn sau, tôi nghĩ rằng Sivir vẫn sẽ được đánh giá cao hơn so với lại Ezreal ở cái khoảng giao tranh, khả năng kiểm soát giao tranh bằng chiêu cuối, khả năng kiểm soát giao tranh về mặt sát thương bằng W nảy bật của mình. Thì Cloud9 sẽ không tấn công ở đường dưới và cắm con mắt trước đó để có thể phát hiện được di chuyển của Jensen, và bây giờ thì phát hiện đi từ hướng bên phải thì lão lần nữa sẽ là Faker kiểm soát tốt hơn khu vực đường giữa. Nghĩa là anh ta khả năng tấn công trụ từ nãy giờ, và nếu có được cái trụ đầu tiên khu vực đường giữa, lượng tiền ta có được sẽ là cực kỳ nhiều. Nãy giờ thì cuộc chiến tầm nhìn xoay quanh khu vực hang rồng khá là nhiều, với SKT luôn luôn cố gắng giữ 3 con mắt tím xung quanh khu vực này. Nhưng vừa rồi thì Cloud9 đã có một tình huống giành lại tầm nhìn bằng con mắt tím đến từ bên phía của Meteos. Nhưng ngay lập tức, Bengi. Lợi thế trong tình huống này đó là Faker luôn luôn giữ được lính rất cao ở đường giữa, cho nên Bengi rất tự tin trong việc di chuyển và phá con mắt tím đó. Bởi vì bạn biết chắc chắn là đường giữa của đối phương sẽ phải đứng ở giữa để phòng ngự, Faker không bị hóa đá. Anh ta lui về được trong tình huống vừa rồi. Yeah, với việc mà muốn hóa đá Faker chỉ trừ khi là một những giây phút mà anh ta mất tập trung mà thôi. Vừa rồi rất nhanh chóng, mặc dù là đó là Jensen tốc biến dùng chiêu cuối của mình, nhưng Faker quay lưng lại và thậm chí vừa rồi tôi thấy anh ta còn ngáp. Có nghĩa là cú chiêu cuối không thực sự tốt tí nào đến từ Jensen cả. Kiểu như tôi đang đọc được bạn rồi, nhưng có đọc được tình huống này không? Rất tiếc là Meteos vừa rồi mà đã trúng là ngon rồi, nhưng rất tiếc là song âm lại không trúng. Đường trên đút chuyển sang dạng cận chiến và trước đó Bengi có mặt. Hai cái tốc biến mà Bengi dùng điều cực kỳ giá trị, vì việc mà tốc biến là một vị trí kế bên tung ra cái nhà tốc độ cực kỳ cao như vậy. Hai tốc biến có hai điểm hạ gục, bây giờ có luôn cả trụ thứ nhất khu vườn trên, có nghĩa là đang nhường vọt. Đúng là một người chơi chúng ta được biết với một cái tên là người hỗ trợ đi rừng, nhưng sẵn sàng hoàn toàn 650 tiền nhìn cho Đức, đó có thể là chia ra 275 nhìn cho Bengi rồi, nhưng không, người ta muốn dành hết tất cả cho đường trên. Và cái lượng sát thương này thì bây giờ Đức có khả năng biến thành một cỗ máy hủy diệt với khả năng kéo máu tốt khi mà Jensen, Meteor, tất cả các vị trí còn lại ngoài trừ Impact đều không có giáp. Và chúng ta cũng phải biết rằng cái trụ một đường giữa của bên phía Cloud9 cũng không còn nhiều máu nữa. Khoảnh khắc mà cái trụ đó bị đe dọa bởi bên phía SKT, nó sẽ nằm xuống rất nhanh. Bởi vì chúng ta đã nói rồi, Đúc đã có được trụ ở đường trên, hoàn thành xong kiếm ma vô mua của mình. Anh ta ngay lập tức di chuyển ở đường giữa, Faker lao lên bùng nổ sức mạnh và Jensen làm choáng thành công, đặt W vào. Và một tung cũng làm choáng thành công của Jensen, nhưng Wolf lao vào dứt điểm. Một khi mà Jensen đã không còn tốc biến, Faker cộng với lại Wolf biết điều này. Và lao lần nữa, anh ta tung vào. Chẳng nhận thành công, Đúc đang tiếp cận Mythos, thoát được bằng một tình huống cắm mắt hộ thể, đá sóng âm và con chim biển dị lớn nhưng không thể nào lao vào được. SKT đã dẫn trước 4-0 rồi. Và mặc dù là Wolf đi vào có học lên. Wow, Wolf chặn đường và Sneaky bị hất tung lên băng địa chấn tung ra, nhưng Sneaky phải bỏ chạy rất nhanh bởi vì Duke đã tới. Combo nhắm vào Smoothie, chuyển sang dạng cận chiến đánh vào Sneaky. Sneaky đã tốc biến đi được, Smoothie nằm xuống. Bàn lao thẳng lên tấn công và Impact cú quy trúng liên tục đến từ Duke và Bàn. Double kill cho xạ thủ của SKT. Đó là cú quy của bạn, mà nếu thông thường bạn nhìn thấy đó không phải là kiểu bạn tấn công thẳng vào người chơi. Đó là khi bạn đã thông thạo hết tất cả mọi hitbox của những vị tướng thì bạn quy ra bên phải nhưng vẫn còn vừa đủ tầm tấn công. Vì ngày hôm qua thật ra khi xem Dev thi đấu với Ezreal thì anh ta vẫn có rất nhiều những cú quy khi mà trúng vào hitbox của đối phương với những vị tướng đứng tầm như bạn bây giờ. Đó là Jensen lần nữa bị làm choáng. Và Jensen sẽ phải nằm xuống bùng nổ sức mạnh của Faker, nhưng Wolf là người dứt điểm với pha đánh thường, thiếu đúng 50 sát thương trong tình huống vừa rồi. Nhưng không quan trọng nữa bởi vì SKT đã dẫn trước 7-0 và cái trụ thứ hai dành cho họ đã có.
khi bạn ra gank cho Faker rất dễ dàng đúng không? Bạn không cần làm trước, Faker sẽ làm choáng trước cho bạn. Nhiệm vụ của bạn là follow up mà thôi. Còn pha này, Đức xử lý rất mượt mà, anh ta đáp xuống, anh ta quyết định dồn cú combo vào Smoothie, sau đó chuyển sang dạng cận chiến tấn công vào Sneaky. Rất nhẹ nhàng và dễ hiểu. Còn cái double kill của bạn, cả bản thân của Đức và bạn đều là hai người đóng góp trong tình huống đó khi mà cả hai cú quy của họ đều trúng. Và trước hết phải nói rằng bạn anh ta đã kéo được hơn nửa lượng máu của Sneaky bằng việc một dồn lượng sát thương cực kỳ mạnh như vậy. Bây giờ Wolf bò lạc có xuất hiện hay không? Đây có rồi, khi mà chiêu cuối của Wolf không có. Tôi nhưng... không chắc lắm về đây là một con bò lạc. Đây là bò này nó hơi lực rồi. Đúng là máu anh ta hơi nhiều để có thể tự chống chịu rút lui về, còn sát thương của Sneaky của thì là không đủ. Còn bây giờ khu vực đường trên trước đã. Hai đấu hai đường trên này. Ôi thôi xong. Thôi xong. Mythos lao vào tấn công đúng một cú trải thảm chẳng đẹp một chút xíu nào cả của Impact. Anh ta tôi không biết là đoán hắc não đối phương hay gì nhưng mà trải thảm quá xấu và Impact sẽ phải trả giá nằm xuống. Nổ lâm cước trúng hai người. Mythos có thể có double kill trong pha này. Zensen cũng đã tới. Cú quy trúng và đó là Mythos với điểm hạ gục 1-1 ở đường trên. Đường giữa Sneaky buộc phải bật chiêu cuối để bỏ chạy cùng với lại đồng đội của mình. Khi mà Faker đã dùng tốc hành rồi thì với việc có chiêu cuối thì bắt buộc cả hai người chơi đường dưới. Bây giờ chú chiêu cuối. Chiêu lên cuối trên. Từ bang nó hướng lên trên để hỗ trợ phòng ngự, cố gắng dọn dẹp lính và chuẩn bị có cái trụ thứ 3 dành cho SKT. Nhưng rốt cuộc thì cái trụ đầu tiên của Cloud9 nó được giành lấy ở khu vực đường trên sau một khoảng thời gian rất dài. Nhưng rất tiếc là bây giờ cái nhiệm vụ Cloud9 khi bạn muốn thắng SKT, một trong những cách mà phổ biến nhất là bạn đè bẹp họ trong giai đoạn đi đường. Bởi vì ở giai đoạn giao tranh thì tôi không nghĩ có một đội nào dám tự tin rằng mình tổ chức những pha giao tranh 5 năm tốt hơn so với SKT. Nhưng hiện tại giai đoạn đi đường, SKT hủy diệt hoàn toàn Cloud9 với 8 điểm hạ gục sau 20 phút. Thật ra với việc một số trận khi mà SKT thua, điều quan trọng nhất là bạn phải có một chơi đường giữa rất bình tĩnh, không cần dứt điểm Faker nhưng phải kiểm soát được Faker với những tình huống tấn công liên tục và giữ khoảng cách lính cân bằng với lại Faker. Còn trận đấu này thì với việc mà Jensen ta muốn chứng minh, tôi nghĩ rằng cái tham vọng của anh ta đúng là cao thật. Và khi bạn muốn chứng minh một điều đó đầu là Faker, cái giá phải trả bây giờ hãy nhìn 0-4-1. Trong khi đó Faker lính vượt trội so với thời gian, 1 điểm hạ gục, 3 điểm hỗ trợ. Bây giờ ta sẵn sàng trong tình huống tấn công, Faker không có tốc biến. Wow, anh ta gấp con bùa xanh lên, đặt xuống, đẩy, làm choáng, đồng thời ăn luôn con bùa xanh đó. Một kích phải hoạt luôn ý chí thần sấm tấn công vào Impact và đó là 2/3 lượng máu. Mythos bỏ chạy, anh ta vẫn đang nhứ nhứ đối phương, cú nổ lông cướp vào Wolf, nhắm vào Faker để gây sát thương, nhưng không trúng. 8-1 là tỷ số hiện tại, khoảng cách và tiền nữa là con số 7.000 tiền chỉ sau 22 phút thi đấu mà thôi. Và đội hình này là đội hình wow. Bây giờ Sneaky tấn công. Sneaky không có tốc biến, kén nhện đã trúng rồi và chẳng có cách nào Sneaky có thể bỏ chạy được cả. Bang là người có điểm hạ gục, đánh đu lên. Bangy đáp xuống, không có mục tiêu nào khác để chọn, chỉ là một điểm hạ gục mà thôi. Nhưng đó là điểm hạ gục thứ 9 dành cho SKT. Vấn đề là bây giờ SKT họ muốn chọn tấn công ở đường nào vì cả ba đường đều có khả năng để vào cực kỳ tốt. Với việc phòng ngự đến từ Impact và thêm cái là Jensen chỉ thể phòng ngự dưới trụ, không có khả năng nhận lính tức thì bây giờ đứng từ phía ngoài kéo máu. Nhưng SKT họ thật ra thấy được đội hình của Cloud9 rất mạnh trong việc tập trung lại với nhau với chiêu cuối tốt kết hợp giữa Jensen và thần kế Impact. Wow, Jensen tạm biệt. Nói chung là tôi vẫn nghĩ rằng hai cái sai thì cộng lại là một cái sai khủng khiếp hơn đến từ Jensen. Không thể nào bạn đánh Kassiba với lại Syndra và bạn không cầm thanh tẩy và đối phương còn cái Alice nữa chứ. Tôi vẫn nghĩ rằng nếu như Jensen cầm thanh tẩy thì mọi thứ sẽ khác hơn. Ít nhất anh ta sẽ không nằm xuống trong tình huống đầu tiên đó và không để bị snowball ở trong giai đoạn sau. Ít nhất mỗi lần mà anh ta có thanh tẩy thì đối phương sẽ không hạ gục được. Nhưng mà trận này cao lắm là 28 phút. 28 phút tôi nghĩ là con số vừa đủ để dứt điểm. Bây giờ trụ thứ tư đã có dành cho SKT. Sẽ là 5 10.000 tiền đã sắp sửa rồi. Đức đang bị làm chậm lại. Đá sóng âm phải trúng nha, chứ không trúng là cũng mất thời gian lắm nha. Mythos đá trúng rồi và anh ta lao vào giữ được Đức lại. Đức đẩy anh ta ra bằng một cú lôi phạt, nhưng Impact đã tiếp cận được. Đức không có tốc biển và nổ lòng cước sóng âm hụt của Mythos. Nó không đẹp lắm nhưng ít nhất là thành quả cũng đã có, là Impact và Mythos hạ gục được Đức. Nhưng Faker lên, anh ta 1-2 bùng nổ sức mạnh về Impact nhưng làm choáng không thành công Impact. Tông biến Faker tốc biến theo, một phát đánh thương nữa. Nhưng cú W của Faker hụt. Tại sao không đánh thương mà bạn đánh W trong tình huống đó? Faker nằm xuống trong vòng 1-2 của mình. Và Impact hồi đó đã có cơ hội nhỏ để phô diễn kỹ năng.
Nhưng đó chỉ là phô diễn kỹ năng thôi. Bây giờ con số 10.000 tiền đã hiện ra trước mắt các thành viên của Cloud9. Họ không biết, nhưng tất cả các người hâm mộ của Cloud9 đều phải chấp nhận điều này. Khu vườn dưới đã có cái trụ thứ 3 dành cho SKT. Họ có 6 cái trụ, chỉ còn trụ thứ 2 khu vườn trên là chưa lấy được mà thôi. Vừa rồi mặc dù đó là pha tự sát khu vườn trên nhưng không sao cả. Đúc đã nằm xuống, nhưng Faker lên khu vườn trên, ta hãy cùng xem làm tình huống. Kết hợp giữa Meteor và thêm cái đó là Impact. Meteor đợi khi Impact tới gần, dùng nổ lông cước của mình. Đúng là cứ win nó không thực sự đẹp lắm, nhưng thôi thì cũng được. Muốn nó cuối cùng chỉ là dứt điểm thành công Đức mà thôi. Nhưng đến lượt Faker, hãy nhìn cách mà Impact đã có thể né phần lớn lượng sát thương. Anh ta không bị làm choáng, anh ta không dính một cú W nào cả của Faker. Anh ta dính một Q một chiêu cuối, còn lại hai cú W và những cú E đều không trúng cái nào cả. Thì đó là lý do tại sao mà Faker phải nằm xuống. Nhưng mà nó không còn quan trọng nữa, khoảng cách bây giờ đã là 10.000 tiền. 6 trụ ngoài của bên phía Cloud9 đã không còn, thì SKT phần còn lại của trận đấu này rất đơn giản. Tràn vào và dứt điểm nó thôi, chẳng có cách nào bên phía của Cloud9 có thể phòng ngự được cả. Và khởi đầu rất tệ dành cho Cloud9, nhưng chúng ta phải thấy rằng thực sự mà nói SKT, lý do không phải là Cloud9 đánh tệ mà ngày hôm nay lại một SKT mà chúng ta thấy rằng những gì mạnh nhất của họ trong giai đoạn đi đường lại được thể hiện ra, tức là khả năng phối hợp giữa Faker và Bengi trong khoảng thời gian đầu trận. Và phần nào đó là sự lựa chọn phép hỗ trợ, tôi vẫn muốn đổ tội tất cả lên Zensen với cái phép kiệt sức. Nhưng mà chuyển qua lại SKT thì tôi nghĩ rằng nếu cứ để Bengi thi đấu như thế này thì tôi không biết cho đến khi nào anh ta mới có cơ hội để có thể giải nghệ. Vì ý định của anh ta là không thi đấu nữa, chuyển sang hẳn hoàn toàn dành cho Cloud9. Nhưng hãy nhìn cách ta thi đấu, thật ra với việc mà đã có những người chơi đi đường cực kỳ tốt như vậy, gọi là những người chơi hạng nặng, thì anh ta chỉ công việc đơn giản là không để bị cướp rừng, kiểm soát rừng, và cho đến khi đồng đội mình đã thiết lập sẵn sàng đi ra đường và làm những tình huống gọi như là căn bản tốc biến cánh nhện, dứt điểm thành công, có chi ông đầu dùng lượng tiền đó như thế nào. Và với Bengi thì nghĩ rằng anh ta là người dùng cái lượng tiền chính xác. Nhưng khoan đã, còn Đức bị cấm trại bởi Meteos. Lúc này thật ra Meteos sẽ đi kiếm cơ hội có điểm hạ gục mà thôi, chứ cũng chẳng còn gì cả. Lee Sin trong thế này thì làm sao mà có thể phòng ngự được, và Cloud9 cũng chẳng thể nào phòng ngự được trước sức ép mà SKT đang tạo ra. Các bạn hãy nhìn ở đường trên, lính tự đẩy vào trụ 2 của bên phía Cloud9. Ở đường dưới, trụ 3 bảo vệ nhà lính không còn nữa. Đường giữa là sức ép mà bạn đang giữ nãy giờ, tức là cả ba đường SKT đều đang tạo được sức ép. Bạn không thể phòng ngự được trong một tình huống thua 11.000 tiền và ba đường đều đang đẩy. Và bây giờ thì chỉ cần đứng từ phía ngoài, và gần như là cơ hội không thể dành cho Zensen để tung ra lượng sát thương, chỉ có thể là chiêu cuối cùng với tốc biến. Chúng ta không nghĩ rằng một cách nào đó mà những người chơi của SKT bị dính thấy đôi mắt của Cassiopeia và để bị hóa đá cả. Và việc mà có được lợi thế tầm xa như vậy, đứng từ phía ngoài kéo máu, rất dễ dàng dành cho SKT để có thể kết thúc ván đấu này. Và họ đang tiến vào đường giữa, đường dưới đặc biệt là không có trụ để bảo vệ nhà lính nữa. Cloud9 đang ở trong nhà của mình và chống chịu. Meteos không thể nào solo được với Bengi. Bengi chuyển sang dạng người nhưng không có kén nhện hồi lại kịp để có thể tấn công Meteos một lần nữa. Với Bengi thì hãy nhìn trang bị của anh ta, chỉ mỗi sát thương ở trên chính là trang bị rừng thần vọng mà thôi. Smoothie. Còn tất cả mọi thứ đều là chống chịu. Đức thì ở khu vực đường dưới gây sức ép. Đường trên thì Bengi vừa rồi ta đi lên sẵn tiện đi ngang, có trừng phạt thì cướp luôn cả đó là bảy người đá của đối phương. Có được cái trụ thứ 3 khu vực đường giữa, trụ thứ 7 cho SKT. Và pha solo giữa Meteos và Bengi. Bengi khá là tự tin trong tình huống solo này. Anh ta đang băng bổ qua trụ và pha đi về của Meteos bị warp bắt lại, tốc biến thoát khỏi cú combo. Và Meteos thoát đi được, nhưng trong khoảng thời gian mà Cloud9 phải đi cứu rừng của mình thì đường giữa của họ đã không còn nhà lính. Rất dễ dàng dành cho Faker, Bang và thêm cả đó Đức. Bây giờ họ sẽ việc lui về, nâng cấp trang bị hồi đó và thậm chí là di chuyển luôn cả vào Baron. Lượng sát thương này thì rất nhanh chóng mà thôi. Có Bang, có Bengi và thêm cả Faker. Có Baron dành cho SKT ở phút thứ 28. Vẫn kịp. Nhưng mà Wolf đang đứng đợi. Sóng âm trúng, bị đẩy ra. Meteos cố gắng lao tới nhưng không thể nào được cả. Wolf đã làm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và ngăn chặn Meteos tiếp cận Baron. Thậm chí Bang dùng cú chiêu cuối để đảm bảo chắc chắn rằng Baron sẽ thuộc về chế độ của mình. Bây giờ đã có thể khẳng định là SKT chắc chắn chiến thắng ván đấu này. Tôi cam đoan đó là con số 100%, vì một khi mà có bù lại Baron, bây giờ một đường đã mở ra cho SKT rồi. Khoảng cách về tiền không cần phải đếm nữa vì nó đã vượt qua số 10.000 từ nãy đến giờ. Và thật sự mà nói, MVP chắc chắn sẽ phải là Faker. Bởi vì
Anh ta là người đem lại tất cả mọi thế cho SKT khi mà đè nát đường giữa của Cloud9. Và mỗi lần mà chúng ta thấy Zensei nằm xuống thì Faker luôn là người tự mình lấy điểm hạ gục, hoặc anh ta là người làm choáng trước chứ không phải là chờ đợi đồng đội ra để tạo cơ hội cho mình. Thì đây cũng là một điều mà thực ra cái chuyện mà khi có rừng ra, người đi đường là người chủ động lao lên tấn công trước là một điều khá là căn bản. Một lỗi mà hôm bữa như tôi đọc ở đâu đó một ai đó, tức là ở đẳng cấp cao, một người theo chuyên nghiệp nói rằng nếu như thường ra rừng khi răng, một cái lỗi cơ bản của những người đi đường mà không phải ở đẳng cấp cao đó là bạn đợi rừng làm trước, hạ gục bạn được hay không? Được vẫn có cơ hội được, bạn sẽ phải nằm xuống, bạn tắt điện. Nhưng sau đó thì Cloud9 đang mắc kẹt giữa gọng kim của SKT và họ đang phải bỏ chạy. Impact cố gắng đốt đã phải nằm xuống, nhưng trước đó Faker đã có double kill và Faker chuẩn bị lao lên tiếp. Impact bị hất tung lên và anh ta vẫn đang lùi về được. Bengi đang ở dạng người kén nhện thành công. Faker đứng phía bên này và hạ gục đồng đội cũ. Triple kill dành cho Faker. Triple kill không chính thức dành cho Faker. Bây giờ họ đang đi vào khu đường dưới lấy nốt nhà lính của đối phương. Trong tình huống mà bàn, anh ta bị mắc sai lầm khi dịch chuyển cơ học lên trước mặt, nhưng không sao cả. Đồng đội của anh ta vẫn rất khỏe để có thể làm nốt phần còn lại. Mà bàn không làm được đó chính là kết thúc ván đấu này. Có vẻ như sẽ là không đủ thời gian để cho SKT với chỉ 3 người, nhưng đã là quá đủ cho họ với thêm một đường và một trụ bảo vệ nhà chính. Và nhưng ta vẫn thấy được bàn, mặc dù anh ta bị đá ngược trở về, nhưng dùng khăn giải thuật, dùng tốc biến của mình, dùng dịch chuyển của học và thêm cả hồi máu để tạo khoảng cách rất xa, giúp cho những thành viên còn lại tiếp cận kịp thời. Tôi nghĩ rằng việc mà Bengi nhường bùa cho Faker nó kiểu như một thói quen, thậm chí là bùa đỏ cũng nhường luôn. Cũng được, vì cái kiểu mà những người chơi Hàn Quốc nghe rằng họ rất chú trọng các phát đánh thường. Không, nhưng vấn đề là bây giờ cái trận đấu nó cũng chẳng còn gì nữa. Thì ý luôn nghe là đi rừng thì cứ ăn cho hết. Ý là như một cái máy luôn. Ý là bên phía SKT cái cách vận hành giữa Bengi và Faker là như một cái máy luôn. Cứ Bengi mà thấy Faker xung quanh mình tự động bật chuyển chế độ nhường tất cả mọi thứ, và anh ta chỉ làm nền thôi là được rồi, chứ không phải là anh ta phải suy nghĩ nó kiểu như hoạt động trong vô thức mỗi lần mà phối hợp với lại Faker luôn. Chắc rồi cũng không cần phải bảo ê cho không cần nói đỏ luôn, đi ngang qua là biết giữ có mùa đỏ lại đúng máu. Faker đứng bên này ăn xong đi về. Cái round thứ 3 dành cho SKT, đó là những thông số sẽ có được 62.000 tiền, 13 năm tỷ số hiện tại, và lớn khu vực trên để kết thúc ván đấu này. Chắc chắn sẽ là tình huống dứt điểm trận đấu dành cho SKT. Họ sẽ khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch của mình bằng một chiến thắng trước Cloud9, một đối thủ cũng khá là cứng ở bảng này. Nhưng đây là đối thủ mà SKT tôi nghĩ là không phải lo ngại nhiều lắm. Mặc dù là Cloud9 được thi đấu trên sân nhà, đối thủ mà họ phải lo ngại là Flash World kìa. Chính xác, tôi cũng định nói như vậy, vì khi mà đối mặt với là Flash World thì đã thua 2 lần MSI rồi, nhưng phải đã không biết. Đúc sẽ phải nằm xuống. Anh ta đang bỏ chạy trên thảm lửa của Impact và Đúc gục ngã. Điểm hạ gục thứ 6 dành cho Cloud9. Bây giờ 5-4 nha. 5-4, nhưng Impact không có chiêu cuối. Liệu Cloud9 làm được gì hay không? Sóng âm trúng lính của Meteos, anh ta không thể nào vào được. Thậm chí SKT không còn phải lùi về, vì họ biết rằng không có chiêu cuối của Impact, thêm cả The Smoothie và Sneaky, thì đó là ba chiêu cuối rất quan trọng chính của xác. Cloud9 đây, thậm chí là bang dịch chuyển của học lên khi mà anh ta không có tốc biến để thể lùi về, nhưng lính siêu cấp đó là quá nhiều tấn công vào rồi. Bây giờ SKT đang 4-5 nhưng họ rất tự tin, bởi vì như anh Hảo và tôi cũng đã nói, khi mà đối phương đã mất quá nhiều chiêu cuối trước đó, 4-5 không thành vấn đề. Mythos đã được ăn đá, Faker góc này không thực sự đẹp lắm, Faker bị kiệt sức, nhưng Warp đã công cụ hất tung, Zensen không thể tung chiêu cuối được. Mythos đã hết máu chạy về, Bengi đánh đu lên, rớt xuống lui về phía đồng đội của mình. Và SKT vẫn chưa gặp vấn đề gì quá lớn trong tình huống cố gắng dứt điểm trận đấu này cả. Họ đang tiếp tục nhắm vào đường giữa của đối phương khi mà nhà lính hồi lại. Tôi vẫn không hiểu tại sao mà không có một cú tốc biến đá ngược ra ngay phía sau giữa bốn thành viên, là đá hướng góc xéo như vậy. Rất khó dành cho Sneaky hay cả Zensen để tiếp cận thành công dứt điểm được Faker. Nếu dứt điểm được Faker thì phần ở đó có khả năng câu thêm được rất nhiều thời gian, nhưng bây giờ Faker đợi. Anh ta đợi trong tình huống đối phương đi vào, nhưng bây giờ đã có giáp thiên thần đó dịch chuyển. Wow, họ đi tìm kiếm từng điểm hạ gục một nhưng không được với Faker. Tôi nghĩ rằng mà đánh các tướng có kỹ năng định hướng với Faker là cực lắm. Và thực ra mà nói, nhưng mà nói một cách công bằng, Meteos đánh Lee Sin thì như đã nói chưa bao giờ được gọi là một người chơi Lee Sin tốt của Bắc Mỹ cả.
cái pha mà nổ lông cước xong quy hụt của anh ta đã nói lên rất nhiều. Mặc dù đúng là một tình huống mà có thể là tâm lý đóng vai trò rất lớn, nhưng cái tỷ lệ đá sóng âm trúng của Meteos, nếu chúng ta xem là ngày hôm qua với lại Revolta, rồi cả Sven Keren nữa, thì tôi nghĩ Meteos nên chôn con Lee Sin này đi là vừa. Có vẻ như là rất khó dành cho anh ta vì đối mặt với toàn là những người chơi thuộc dạng né kèm tình huống về tốc biến của Âu. Impact cũng thể hiện rằng mình tốc biến lẹ không kém như Jensen. Jensen thoát về được Meteos đang bị đốt, nhưng đó là Impact với chiêu cuối của mình cố gắng hỗ trợ đồng đội. Mạng tắt điện dành cho Impact, nhưng trong khoảng thời gian đó Bang vẫn đang cực lực đánh nhà chính của đối phương. Cả Đúc cũng đã nằm xuống, nhưng bây giờ Faker cũng đã có mặt cố gắng dứt điểm trận đấu này. Faker không có điểm hạ gục, mà đó là double kill dành cho Bang. Impact là người duy nhất của Cloud9 còn sót lại, nhưng cũng không còn cơ hội cho anh ta nữa. SKT giành thắng lợi trong trận đấu đầu tiên của mình tại chung kết thế giới 2016. Faker đồng đội đã phần đó hủy diệt hoàn toàn Cloud9. Mà thật ra tôi vẫn tin rằng Cloud9 đây không phải trận đấu mà họ thi đấu xuất sắc nhất với phong độ mà họ đã thể hiện ở cái vòng giành chiếc vé chung kết thế giới. Nhưng còn SKT, đúng là SKT chúng ta đã biết được với phong độ hủy diệt của Faker khu vườn giữa. Ở các đường còn lại thì đấu tốt khi Bang World vượt rộ hoàn toàn sau là Sneaky và Smoothie. Đường trên Đức làm đúng nhiệm vụ của mình trong kèo đấu dày, không có quá nhiều ấn tượng từ Đức. Nhưng với bên Gear Faker, cặp đôi đã hai lần vô địch chung kết thế giới, là một lần nữa hủy diệt hoàn toàn người rừng vào đường giữa của đối phương. Quá nhiều những điều không tốt đến từ bên phía của Cloud9 thật sự như vậy. Jensen trong một ngày thi đấu mà tôi không biết là quyết định cấm chọn này thì Ripper có phải là người chịu trách nhiệm chính hay không, nhưng việc mà chọn Kasuba sau Syndra rồi sau đó là cầm kiệt sức là một quyết định mà tôi nghĩ rằng không tốt chút xíu nào cả. Nếu như chỉ có Syndra không thì vẫn có thể lý giải được việc bạn dùng kiệt sức để có thể dùng kiệt sức của đối phương trong những tình huống của đối phương bùng nổ sức mạnh. Nhưng vấn đề là đối phương có cả Elise nữa. Elise bạn đánh đường giữa với Syndra, Elise mà bạn không cầm thanh tẩy, đây là một quyết định tôi nghĩ rằng quá mạo hiểm đến từ bên phía của Cloud9 nói chung và Jensen nói riêng. Nghe cách mà anh ta nghĩ nghe là anh ta sẽ tự dùng né được để né làm choáng, sau đó dùng kỹ sức để tiếp cận đối phương làm chậm, sau đó dùng sát thương, nghĩa là anh ta dùng kỹ năng đó là lý do tại sao mà anh ta nói tôi muốn chứng minh vì đối đầu là Faker. Nhưng anh ta lại hơi bị ngược, nghĩa là thay vì bạn dùng một cái thanh tẩy để né cái làm choáng, sau đó bạn tự tin để né hết phần còn lại chiêu thức như cách mà Impact sử dụng, thì bạn vẫn đủ sức để giết điểm. Nghĩa là anh ta tính hơi xa, tính là mình né được làm choáng, nhưng không, làm choáng không né được thì bạn bị nằm xuống rất 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 nhiều lần như vậy, và bạn như không có cơ hội để gượng trở lại được. Bảng B khởi đầu với chiến thắng dành cho SKT, và họ sẽ bây giờ thoải mái ngồi lại và nhìn xem Flash Wolf sẽ làm gì trước IMA, một đối thủ mà họ Flash Wolf là đối thủ mà SKT phải lo ngại nhất ở bảng đấu này, đội đã từng thắng họ một cách vô cùng thuyết phục. Thì chúng tôi sẽ trở lại khi trận đấu giữa Flash Wolf và IMA sẵn sàng bắt đầu.